Sau Hoàng Nhật xin chào các bác, em lên sóng phục vụ các bác một con máy khá ngon bổ rẻ của Panasonic VXD50. Con này là 66W, các bác dùng được cho phòng khoảng 50m² đổ lại nhé, ngang với một con VXG70 đấy. Các bác nhìn nó cũng to ngang với cả những cái con MCK70 này đấy. Đây là dòng máy 50 với công suất 66W, dòng máy to chứ không phải con VXD40 đâu ạ. Con này VXD50 các nhé, máy to này, công nghệ nano có thể tắt bật được này, có đèn này, đèn nano nhé, Eco Navi này, điều chỉnh cửa hút gió này, cửa vẫy này, đây. Điều chỉnh cái tốc độ chế độ lọc không khí buồng khác nhau. Một con máy dùng cho phòng khoảng 50m² trở lại. Màng HEPA em thay mới tinh nhé, các bác yên tâm dùng 5-7 năm không phải nghĩ ngợi gì. Bên này là khu vực bình nước buồng, nước buồng nhé, đầu ẩm rất đẹp, rất là xốp nhé, như mới luôn. Một con VXD50, công suất của nó là 66W, 65W thôi nhé, điện 100V, con này em đấu điện 220V rồi. Giá em bán 2 triệu nhé, chưa phí vận chuyển, đã đổi điện. Con này hiện tại nhà em đang dùng một con như này, nhưng mà con VXD40 thôi, dùng rất là hay, dùng cho phòng khoảng 20m². Con này thì các bác dùng trong phòng khoảng 40-50m² đổ lại được, là giá thành rất hợp lý. Các bác trang bị thêm vào những cái phòng ngủ nhà mình hoặc là để phòng khách rất là tuyệt. Màng miếng thay mới hết rồi, giá có 2 triệu thôi. Các bác là chốt thì các bác liên hệ nhé, chào các bác.